Và xin chào mừng tất cả quý vị khán giả, chúng ta cùng đến với sân bóng đá Gia Phú. Và buổi tối ngày hôm nay để chuẩn bị đón chờ xem trận đấu giao hữu giữa hai câu lạc bộ, đó là Bạn FC và câu lạc bộ Red Legend. Trọng tài chính của chúng ta cũng đang làm những thủ tục cuối cùng trước khi cho hiệp một được bắt đầu. Tại những phút đầu tiên thì cả Red Legend và câu lạc bộ Bạn FC đều đang có những cơ hội vô cùng tuyệt vời. Đôi không vào. Hiện Ramos, đá thủ chúng ta trong sân đang cố gắng đẩy nhanh nhiệt độ thi đấu. Đôi không vào. Rất nguy hiểm. Tình huống xử lý tốt của Vương Philippe. Đôi chuyền. Đôi. Đến về đấy lại không có cầm được bóng thật sự tốt. Đôi không vào. Phản công cho cao thủ Real Madrid. Bóng lên đến bầu đây. Đôi. Chuyển bóng rất tốt. Cầu thủ áo xanh đang tổ chức phối hợp. Bóng lên đến bầu. 1-0 dành cho câu lạc bộ Bạn FC. Một tình huống phối hợp quá hay giữa cầu thủ áo xanh với nhau. Bàn thắng của số 17 Hiền Bé Gãy. Thật bất ngờ là khi những giây phút vừa rồi Real Madrid bất ngờ phải nhận bàn thua. Bạn FC ngày hôm nay vẫn đang cho thấy họ thật sự quyết tâm. Không rất nguy hiểm. Cơ hội vừa rồi là dành cho Tâm Bù. Vô nhỏ kịp không? Sảm lấp băng ra. Rất nguy hiểm. Vượt nhồi, phía trong vẫn cần phá bóng đôi của anh không hề. Bao đi. Một lần thực hiện đối chuyện giữa điểm không hề. Thì đã biết là đồng đội của anh đó là Khánh Hề thì lại không có thì muốn hạ bóng và tung ra cú dứt điểm. Đó là Khánh Hề chống trái không hề. Rất đáng tiếc dành cho Ngọc Anh. Ngọc Anh mang công tôi để xin điểm san bằng tỷ số. Phước nhỏ. Tốc độ của Phước nhỏ thì có truy cả ngôi của tổng bóng đó xuống bình hồi. Đôi. Tỷ số lại không. Phước nhỏ đã rất dễ dàng thoát xuống phía sau. Bánh tỏ kiếm lộ cho Nguyễn Luân Kim Ân. Hay không cho Bạn FC. Và thật sự phố nhỏ vẫn là một mảnh ghép không thể thiếu của câu lạc bộ Bạn FC. Thái Hiệp rất nguy hiểm. Hay không xin lỗi các bạn, 3-0 cho cao thủ Bạn FC. Và bàn thắng vừa rồi là của Khánh Hề. Đây đã là bàn, đây đã là phút thi đấu chính thức cuối cùng rồi. Cuối cùng hiệp một rồi. Rõ ràng là với việc phải san bằng tỷ số ở hiệp đấu này nó vẫn là quá khó với cao thủ Red Legend. Ta xem lại pha bóng trước đó. Cú dạ chân một chạm, sau đó lực chuyền bóng không thành công. Rất nguy hiểm. Không vào. Rất đáng tiếc cho Tiến Dalibo. Rất nguy hiểm. Đây là cơ hội dành cho Mai Tuấn. Không vào. Rất nguy hiểm. Cảm ơn chúng ta xem lại pha cứu thua này của thủ môn bên phía câu lạc bộ Bạn. Điều chuyền của Quang Vĩ dành cho cao thủ đồng đội. Không được rồi. Rõ ràng là Bạn FC vẫn đang chơi phòng ngự tương đối tốt và nên đây các bạn là một tình huống phản công hay không? Không vào. Là bóng phản công dành cho Red Legend. Bố đứng hai. Tình huống dứt điểm. Không được. Coi. Không vào. Quang Vĩ. Tình huống dứt điểm. Không được. Chúng ta xem lại pha tổ chức phản công vừa rồi. Cường báo, đưa chuyền ra đây, đó là nỗ lực phòng ngự của Bé Nước Thùng. Một bóng nguy hiểm, bóng không vào. Bản thân Tâm Mao chắc sẽ không ngờ được là một cự ly gần như vậy. Cú đá rất căng và thủ môn đối phương vẫn cản phá thành công. Không được.
Ngọc Anh, Ngọc ơi, đội trưởng của Ngọc ơi, come on. Em bé gái, đội trưởng bốn giây này của em bé gái ra cho đáng ao đi. Và là đáng ao đi, đáng ao đi, đội trưởng cho thoát dưới điểm 5. Tỷ số là 4-0 dành cho câu lạc bộ Hà Nội FC. 4-0 rồi. Lần này thì Trần Thuận đã từ điện Tề Chiến Anh lên bàn tỷ số. Mãi về tấn công và cáo thủ đến lên trên họ bỏ lỡ tương đối nhiều những cơ hội. Bàn thắng tỷ số là 4-0. Và trong quá trình tôi đang replay lại bàn thắng tỷ số là 4-0 của Trần Thuận thì hiện bé gãy đã có bàn thắng tỷ số lên 5-0. Và rồi đó là bàn thắng tỷ số lên 5-0 của hiện bé gãy. Một thả bóng của Ngọc Anh sẽ cho đồng đội. Thì cuối cùng, cuối cùng thì cao thủ cơ bộ Red Legend cùng cơ đã bàn thắng. Tỷ số đường ruột ngang xuôi của 4-5. Bàn thắng khai thông nóng chân của các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Red Legend. Và Quan Vĩ vùng phà di chuyển vô cùng thông minh. Anh đã thành công trong việc chọc khung lưới của câu lạc bộ Bản FC lần đầu tiên ở trong trận đấu này. Và đó là anh Phước. Phước đó chạy trái, không vào. Là đội truyền của Phước Nhỏ dành cho Hiền Robert. Đội truyền không đến được vị trí của Filippo Zadun. Cơ phản công, ngay bóng! Không vào! Trần Thuận. Thì cuộc đạp bóng rất tốt của Trần Thuận đó là Phước Nhỏ. Không vào! Rất nguy hiểm, đó là pha đốt lưới nhà. Thêm một bàn thắng nữa được ghi dành cho cao thủ Bạn FC. Và đốt lưới nhà vừa rồi là của cầu thủ bàn đấu số 3, đó là Quang Trường. Bắn tiếc quá. Và bản thân của cao thủ áo trắng cũng không bỏ cuộc, dẫu cho họ phải chấp nhận một hiện thực rằng họ đang để lọt lưới và đang gặp khó khăn cho việc ghi bàn vào lưới của câu lạc bộ. Đánh đầu! Không vào! Đội truyền. Đấy! Cây! Không vào! Thêm một cơ hội đến từ giữa điểm! Không vào! Tiếp tục lên một tình huống giữa điểm nữa. Không thắng được thủ môn của câu lạc bộ Bàn FC. Ta xem lại liên tục pha cứu thua vừa rồi. Mạnh Thuận, Quang Đức, tình huống sút xa của Quang Đức, không vào. Quang Vĩ, Tiến Đà Lima, tỷ số đưa rút ngắn xuống cho câu lạc bộ Red Legend. Bàn thắng là của số 10 Tiến Đà Lima. Và một lần nữa xem lại bàn thắng của Tiến Đà Lima. Một nỗ lực thả bóng rất gọn gàng và tình huống giữ điểm một chạm cực tốt của Tiến Đà Lima. Chúng ta cùng đợi xem. Tấm màu, không phải đây là Quang Đức giữ điểm bóng bay vào sở. Tấm màu. Tình huống giữ điểm tuyệt vời của Tấm màu. Sau cùng thì Tâm Mò cũng đã có bàn thắng cho riêng anh ở trong ngày thi đấu hôm nay. Một ngày thi đấu mà bản thân Tâm Mò cũng rất cố gắng đóng góp nhưng nó không thành công. Và một lần nữa chúng ta xem là bàn thắng của Tâm Mò. Đó của Tâm Mò là một cú đá chim.